birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And it's time tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời cùng vì sao sáng tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời.
Happy birthday, happy birthday, and a star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kính mến, chương trình chúc mừng sinh nhật đại sứ nhái Việt Nam cô Phúc Trần. Ngay bây giờ xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Chương trình chúng tôi sẽ đoàn kết bắt đầu. Người mẫu đầu tiên bước trên đường khách quốc đó là Hoa hậu Phương Dung. Quý vị cho một tràng vỗ tay chào đón Hoa hậu Phương Dung. Nhiên nhiên bóng trên xanh, à ơi tiếng ru hời từ xa xưa gọi. Một chiếc áo dài rất dễ thương và truyền thống Việt Nam. Tiếp theo quý vị chiêm ngưỡng người mẫu Kiều Trang. Hãy bất cứ nơi.
Đó là đại sứ nhân ái Việt Nam Phúc Trần. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 74 cùng với những cô xinh đẹp, đó là 10 bông hoa tuyệt vời đã đưa đại sứ nhân ái Phúc Trần trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay một tràng pháo tay ngọt ngào hạnh phúc nhất. Kính thưa tất cả quý vị khách quý kính mến, mỗi con người chúng ta ai cũng có một cái ngày kỷ niệm đặc biệt, đó là ngày sinh nhật của mình. Và hôm nay thì nhân ngày sinh nhật của đại sứ nhân ái Việt Nam cô Phúc Trần lần thứ 74 diễn ra tại nhà hàng Hoàng Tiên. Lời nói đầu tiên cho phép MC Hoàng Phi Hải xin thay mặt cho đại sứ nhân ái Phúc Trần, xin thay mặt cho ban giám đốc nhà hàng Hoàng Tiên và các công nhân viên phục vụ nhà hàng xin gửi đến toàn thể tất cả quý anh chị, dây nhân, hoa hậu, người mẫu, MC, diễn viên đều có mặt trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị, nói đến cô Phúc Trần là trong những người đã thành đạt. Cô và lớn lên sinh ra tại Hải Phòng. Sau một thời gian dài thì cô đã từ bỏ mảnh đất thân yêu của mình vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Những tháng trầm dài ở thành phố Hồ Chí Minh, cô đã đánh được, đổi được tất cả xương, máu, da thịt của mình đã có ngày hôm nay. Hôm nay cô Phúc Trần là trong những người cô đã thành đạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cô rất vui mừng các con, các cháu đều yên bề gia thất. Những người con thân yêu của cô cũng đã thành đạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại hôm nay cô cũng rất vinh dự, cô cũng là đại sứ nhân ái Việt Nam, được truyền hình trực tiếp VNTV đã trao tặng cho cô danh hiệu này. Và hôm nay tôi xin thay mặt cho cô Phúc Trần cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách quý đã bỏ những thời gian quý báu đến dự buổi tiệc hôm nay. Không làm sao tránh khỏi những chuyện sai sót, tôi rất mong quý vị lượng tình, thông cảm và tha thứ cho. Đó là lời của MC. Và sau đây tôi muốn mời đại sứ ngay Phúc Trần có đôi lời trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Quý vị dành một tràng pháo tay ạ. Hạnh phúc nhất. Và buổi tiệc hôm nay thì tôi cũng xin giới thiệu là tôi có cậu em là em ruột và đại diện với cậu em họ ở ngoài Bắc, thế là có hai người. Còn chị cảm ơn tất cả hội phụ nữ thanh niên của chị và hội câu lạc bộ ba miền, rồi chị cảm ơn đại sứ nhân ái. Và cảm ơn những người ca sĩ của chương trình của chị. Hôm nay là đến đây chúc mừng cho chị Phúc Trần một bữa tiệc sinh nhật sống vui, sống khỏe về tuổi xế chiều. Và thôi thì không biết nói gì, cảm ơn. Và xin chúc mọi người có một bữa tiệc thật là ngon miệng và thật là hạnh phúc. Xin hết ạ. Và xin mời chủ nhân, đó là đại sứ Việt Nam Phúc Trần tiến tặng vào cái bàn tiệc
để chúc mừng sinh nhật, để chuẩn bị vào trong chương trình chính để cùng nhau lên nén. Và xin mời các người mẫu tôi ở lại lên sân khấu để chúc mừng sinh nhật luôn ạ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hướng về nơi sân khấu của nhà hàng Hoàng Ti để dành những tràng vỗ tay ngọt ngào nhất để chúc mừng đại sứ Nhân Phúc Trần có một buổi sinh nhật ngọt ngào và hạnh phúc tròn 74 tuổi trong ngày hôm nay. Quý vị ơi, dành những tràng vỗ tay lớn được không ạ? Ngày hôm nay ta cùng họp xin mời anh lên sân khấu cho vui ạ. Mời tất cả các anh chị lên sân khấu cùng chúc mừng ngày hạnh phúc ạ. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nến. Happy birthday, happy birthday to you. Together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Trong 74 tuổi diễn ra tại nhà hàng Hồng Ti rất là hoành tráng. Có sự chào đón tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, âm nhạc là hạt nhân của sự sống và nó sẽ được giúp vui và được giải trí trong những ngày giờ làm việc mệt nhọc. Nếu mà trong buổi tiệc sinh nhật như thế này, nếu mà không có nhạc thì không tạo được một không khí tươi vui lành mạnh yêu đời. Vì thế hôm nay chắc chắn rồi, không phải riêng là một buổi tiệc mà một buổi tiệc âm nhạc sẽ đem đến cho quý vị từng phút giây lãng mạn, từng phút giây và tình cảm lãng mạn trên sân khấu để chúc mừng cô Phúc Trần sinh nhật lần thứ 74. Bây giờ chương trình văn nghệ sẽ mở màn. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn được không cả nhà ơi. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, bài hát Bà Năm. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay chào đón đại sứ nhân ái Phúc Trần.
Kính thưa tất cả quý vị, ca khúc bản năm mở đầu cũng như là một cái bản tình ca mà cô Phúc Trần muốn gửi đến các con mình. Vì cô Phúc Trần có một người con trai hiện tại cũng đang làm ăn tại nước ngoài, nên mỗi lần á mẹ nhớ đến con, mẹ thường hát bài hát này. Nhưng bài hát cũng rất ý nghĩa. Mà trước khi Phúc Trần hát bài hát này thì một ly nước, một ly bia này, cô Phúc Trần muốn mời tất cả quý vị để cùng nâng ly với cô Phúc Trần được không ạ? Xin chúc mừng các em và các cháu nha. Hôm nay là chúc mừng cho chị Phúc Trần một bữa tiệc thật là sôi động, thật là vui và hạnh phúc. Xin và chúc mừng nha. Rồi, 1, 2, 3, vô. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Bàn Năm, một sáng tác sắc nổi tiếng nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Lặng lờ bên sông ngóng tìm
trời làm giống tố làm chi chi em đau lòng lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đợi chờ đừng làm cho chia cánh nhau gia đình nghĩa tan mẹ và cuối cút thầm mong có con bên cạnh dù hạt cơm khó nhưng lòng mẹ nghe ấm áp một giọt canh chua xót đầy tình mẹ giọt canh chua sắt đầy tình mẹ con. Chào mừng sinh nhật dễ thương, mừng ngày chúng ta sinh ra đời cùng vì sao sáng tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương, mừng ngày chúng ta sinh ra đời hát với nhau lời chúc mừng. We'll be right back.
Ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại sân khấu thưởng thức ca khúc Động Phòng Hòa Chúc. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón ca nhạc sĩ Hoàng Động. Xin chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay yêu thương của tất cả quý vị rất nhiều. Và xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc Động Phòng Hòa Chúc. Mời bài hát thì cũng rất là hay, rất là sôi động. Xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát ấy ngay bây giờ ạ. Má ơi, lời đầu tiên cho con được tô má cá để má má lên. Má má con màu lên hết lên để mà cái hình. Thật sự là năm trước á là con bận, con không có đi dự sinh nhật má được. Con xin lỗi má rất nhiều. Hôm nay thì con cố gắng nhớ để con đến chúc cho má thật nhiều sức khỏe để mà năm nào con cũng được sinh nhật má. Cảm ơn. Và con xin được hôm nay không có gì hơn thì con đến bằng tấm lòng bằng nhìn thấy tất cả những người thân yêu của má và đặc biệt là các chị thì này có những lần tiếp tục, mong rằng là tất cả anh chị chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay có thật là nhiều niềm vui và ăn thật ngon miệng. Và đây là chúc má trẻ mãi, con chúc má là trẻ mãi. Hãy cho má một tràng vỗ tay để trẻ mãi được không ạ? Cảm ơn rất nhiều ạ. Ok, và bây giờ con sẽ có một phần quà mà nghệ gửi đến má nha. Cảm ơn con trai nha. Cảm ơn nhiều lắm nha. Vâng. Có một sau đây một sáng tác của Long Họ Huỳnh, ca khúc được mang tên Động Phòng Hòa Chúc. Lòng như thắt lại thì tương lai tôi cũng chẳng
Và một lần nữa xin được chúc cho má thật nhiều sức khỏe và một sinh nhật và tràn đầy hạnh phúc. Và chúng tôi về thật nhiều niềm vui bạn, ngon lành buổi tối ngày hôm nay. I love you all. Rất tuyệt vời quý vị dành cho ca nhạc sĩ Hoàng Đồng một tràng vỗ tay nữa không ạ? Một ca khúc rất là sôi động, bài hát được mang tên Đậu Hồng Hoa Trúc. Cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, tình yêu là một đề tài cũng rất là quan trọng. Mà các nhạc sĩ đã viết những ca khúc về tình yêu thì chắc chắn không một ai đến hết được các nhạc sĩ viết về đề tài về tình yêu. Mà các nhạc sĩ đã ru đời bằng những câu ca từ trong suốt và sự lãng mạn bí cảm của tình yêu. Trong đó lại xuất hiện bài hát Anh Còn Nợ Em, một sáng tác nhạc sĩ Anh Bằng. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay chào đón nữ ca sĩ Hồng Túc. Vâng, lần đầu tiên Hồng Túc xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và kính chúc chị Phúc một sinh nhật thật là vui, hạnh phúc. Và chị mãi xinh đẹp và mãi hát hay như bây giờ. Vâng, kính thưa quý vị, thì ở đây chúng ta có lẽ ai cũng đã từng trải qua ít nhất là một mối tình đúng không ạ? Vâng, nó đúng cho Hồng Túc một tràng vỗ tay đi. Dạ, vâng, xin cảm ơn. Vâng, và hôm nay ca khúc Anh Còn Nợ Em là ca khúc chữ tình rất là sâu lắng. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vâng, ca khúc Anh Còn Nợ Em. Thăng hoa trong cuộc sống.
Và sau đây, ông Nhung gửi đến tất cả chúng ta bài hát Mẹ Yêu Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Thank you.
quá là ngọt ngào, quá là tình cảm. Quý vị dành cho Hoa Hồng, ca sĩ Hồng Nhung một nụ hôn đầu tay. Rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Và tiếp theo chương trình buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị thưởng thức ca khúc rất nổi tiếng nhạc sĩ Trần Tâm, bài hát Hãy Đến Với Anh. Một tràng vỗ tay chào đón nam ca sĩ Lâm Nguyễn. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay yêu thương của tất cả quý vị rất nhiều. Lần đầu tiên Nguyễn Lộc xin gửi lời chào đến quý cô chú anh chị các bạn trẻ. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Ủa anh bà đây. Ok. Phải đóng bên nhau rồi mai người đi xa còn lại gì trong ta với nhau. Oh,
cảm ơn những tình cảm yêu thương mà quý vị dành cho tiếng hát nam ca sĩ Lộc Nguyễn, một bài hát rất dễ thương. Cảm ơn Hồng Nhung đã minh họa trên sân khấu này. Hồi nãy Hải cái sự là sự sạch sân khấu của quý vị, ngoài đặc sự gì hơn mình chơi tốt. Cảm ơn tất cả quý vị. Phần tiếp theo chương trình xin mời quý vị thưởng thức một đôi song ca, chắc chắn sẽ đem đến quý vị nghe một ca khúc rất hay. Bài hát này tất cả quý vị đều thích, riêng MC cũng thích bài hát này. Bài hát được mang tên Lâu Đài Tình Ái. Ai thích vỗ tay. Xin mời quý vị thưởng thức đôi song ca, đó là ca sĩ Bảo Sô Lý Lâm Hồng và Hoa Hậu Hoa Thiên. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Xin mời quý vị cùng thưởng ca khúc bảy ngày bây giờ. Quý vị ơi, nhảy mà ráng vỗ tay cho vui, lấy cho em có động lực. Mấy chị ơi, cảm ơn anh xin một cái hãy rất nhiều. Để lâu người ta về đó. Thì hấp từ mỗi 5 phút từ 9 phút Lý Long Hương. Dạ xin chúc cho má sinh nhật lần thứ 74 vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chúc cho tất cả của chú chị các bạn hôm nay luôn luôn gặp điều may mắn. Dạ thì anh sinh nhật mời hát bài đám cưới. Thank you.
xin mời, xin cảm ơn tiếng hát Hoa hậu Hoa Thiên cũng như là ca sĩ Lý Lâm Hùng. Cảm ơn những tràng pháo tay yêu thương của tất cả quý vị. Và tiếp theo, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Anh Còn Nợ Em, một sáng tác nhạc sĩ Anh Bằng. Xin mời Hoa hậu Hồng Túc. Và một lần nữa, xin mời quý vị đã đăng ký bài hát thì quý vị hãy trực tiếp liên hệ với bên âm thanh để lấy bài hát cho nó nhanh chóng, kịp thời để lên sân khấu. Tại vì thời gian thì đêm nay giao lưu thì cũng có hạn quý vị, để làm ảnh hưởng về sân khấu chết nhiều. Rất mong quý vị chúng ta hãy cùng tham dự chương trình. Ủa bây giờ cũng tác nhạc đó hả? Cái nhà tốt. Rồi, bị trục trặc kỹ thuật lần nữa, hạn lại ở cuối chương trình. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một ca khúc rất dễ thương, Nếu Đời Không Có Anh. Quý vị thích không? Mời tiếng hát nữ ca sĩ Ngọc Ngọc. Ai phụ tấm Ngọc Ngọc lên sân khấu không ạ? Rồi, quý vị cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Chào Ngọc Ngọc, bài hát Nếu Đời Không Có Anh. Nếu đời này không có anh thì chắc chắn em sẽ như thế nào? Em buồn. Buồn là gì nữa nè? Thì nhảy đầm là làm gì nữa nè? Nếu đời không có anh ơi, bấm cho chị Nếu Đời Không Có Anh. Tâm nữ, cứ tâm nữ chị. Anh có bấm đi, đừng có bấm cái tâm đơ chị hát không có được đâu. Cái tâm nữ là cho chị Ngọc chị hát. Sau tiếng hát Ngọc Ngọc là nữ ca sĩ Minh Nguyệt chuẩn bị bài hát nha. Rồi, ca sĩ Minh Nguyệt ăn no quá hát không nổi, thông báo quý vị. Rồi Ngọc Ngọc, nếu đời không có em. Ngọc đứng với anh em. Hôm nay là ngày sinh nhật của chị yêu mình. Em là Ngọc Ngọc, tức là do chúc chị sẽ mãi không già nha. Có nhiều niềm vui trong gia đình, hạnh phúc. Nghe chị yêu của em. Không lỗi, không lỗi lại nha, cộng đồng. Lên ok tâm nữ anh. Oh,
em chỉ bé chị Nhung lên á, nhưng mà thật sự em bé không có nậu. Cái đoạn này là đúng là hết, nhưng không phải bé chị Nhung lên em quay một vòng, nhưng mà em sợ vô khắp cái mặt. Cảm ơn chị Nhung. Cảm ơn chị Ngọc Ngọc, một ca khúc trữ tình rất là dễ thương, ngọt ngào. Bài hát Nếu đời không có Hải, quên Nếu đời không có Anh. Tiếp theo quý vị, chương trình hôm nay quý vị dành một tràng pháo tay chào đón Công Hoàng, một trong những người con của Ma Phúc. Một tràng pháo tay nóng nhiệt, mời Công Hoàng. Hello, hôm nay thì chương trình của Ngày Khúc Trân thì em xin gửi tất cả nhà mình một ca khúc mang tên là Đường Trần Thu. Sông lam xanh vời vời, sương răng mờ chân trời, mây ngang trên đỉnh non xa. Vì câu vì dằm hôm qua, lời thương em còn giữ hay đã theo em về biển biệt xa xôi. Câu vì dằm ai ơi, còn vương bao năm chờ đợi. Anh thương à em rồi, anh nọ dần em mô rửa mà nay. Nắng chảy bài ngô vàng bên nở bên đi buồn chờ vơ. Còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa. Chiều lang thang lê bước bâng khuâng giữa mây trời thướt tha. Đã mấy mùa đi qua rằng anh chưa trở lại. Em biết trao trao câu ví dặm cho ai hờ. Người nơi phương xa đó quên đi bao câu thề ngày xưa. Để riêng anh đơn bóng thêm nhiều hát đôi bờ nắng mưa. Đành trách người thôi, đừng trách câu ví dặm. Ai đành rơi câu hát nơi đâu. Sông lam xanh vời vời, sương răng mờ chân trời, mây ngang trên đỉnh non xa. Vì câu vì dằm hôm qua, lời thương em còn giữ hay đã theo em về biển biệt xa xôi. Câu vì dằm ai ơi, còn vương bao năm chờ đợi. Anh thương à em rồi, anh nọ dần em mô rửa mà nay. Nắng chảy bãi ngô vàng bên nở bên đi buồn chờ vơ. Còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa. Chiều lang thang lê bước bâng khuâng giữa mây trời thướt tha. Đã mấy mùa đi qua rằng anh chưa trở lại. Rồi em biết trao trao câu ví dặm cho ai hờ. Người nơi phương xa đó quên đi bao câu thề ngày xưa. Để riêng anh đơn bóng thêm
trách người thôi, đừng trách câu vì dặm, ai đành rơi câu hát nơi đâu hững hờ. Còn lại đây hoang vắng khi con sông đưa thuyền rời xa, chiều lang thang lê bước bâng khuâng giữa mây trời thướt tha. Đã mấy mùa đi qua rằng anh chưa trở lại, rồi em biết trao trao câu ví dặm cho ai. Người nơi phương xa đó quên đi bao câu thề ngày xưa, để riêng anh đơn bóng thêm nhiều hát đôi bờ nắng mưa. Đành trách người thôi, đừng trách câu ví dặm, ai đành rơi câu hát nơi đâu hững hờ. Đành trách người thôi, đừng trách câu vì dặm, ai đành rơi câu hát nơi đâu. Công hoàng rất nhiều. Và tiếp theo chương trình của tối ngày hôm nay, nói chung hồi giờ á, hãy thì có ý kiến gì hát bọn đây sinh nhật của mẹ Phúc, thì con sẽ tặng cho mẹ một ca khúc, đó là bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Xin mời cả nhà mình ủng hộ cho em một tràng vỗ tay để em lấy động lực. Dạ cảm ơn, nếu được thì bình chọn cho em với mã số 001 nha. Dạ. Lời ru cho biển khơi.
giờ ngừng lặng. Em ru về lần ru bao tiếng nói một đời ước vọng tàn phai. Em ru về lời ru cho ngày mai, thời gian có bao giờ trở lại. Một thời đam mê, một đời trong tôi. Em ru gì cho ta khi bao ngày vương ta. Câu hát ngang lên mong tan lụa, thôi đừng hát xuống, thôi đừng dậy sức. Là chút hơi nhiều, đâu phải lời bố
Yeah.
chắn là mình phải chia tay rồi đó em. Em thi trường gì? Anh đi thi trường đại học công nghiệp. Buồn lắm em, mùa hè đã lớn rồi. Anh em mình lại chia tay rồi em nhé. Mùa thi năm cuối sau, em theo dòng dương là địa bàn lăng ngóng nơi xa. Thank you.
tôi không gian, tôi chỉ cười trong giấc mơ.
buồn âu sầu. Xuống
tương lai trong bàn tay một câu nói. Oh,
già thương em ngẫm nhớ chẳng nói. Đến hồi làng mưa xuân dâm bay, anh bật thần con đêm chia tay. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị.